Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái kênh đầu tư khác nữa. Làm thế nào để chúng ta có thể chắc chắn được một cái gọi là một cái điểm tựa về mặt tài chính cho năm 2024 này, và có nên đầu tư vào thị trường tài chính chứng khoán hay không? Thì chúng ta sẽ cùng giải đáp những câu hỏi này với phần chia sẻ của chuyên gia tài chính Nguyễn Toại, giám đốc tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VPS. Và cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị để chúng ta có thể hiểu thêm về chuyên gia tài chính Nguyễn Toại. Thưa quý vị, chuyên gia tài chính Nguyễn Toại là một chuyên gia tài chính tư vấn rất là uy tín, giàu kinh nghiệm thực chiến với phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả được cộng đồng các nhà đầu tư đánh giá cao. Và anh Nguyễn Toại cũng có một kênh YouTube nhận được nhận định về thị trường chứng khoán cũng như là những kênh đầu tư tài chính có lượng quan tâm lên tới hơn 70.000 lượt follow ở trên trang này. Và anh Nguyễn Toại cũng là một bậc thầy về đào tạo chứng khoán cơ bản và chuyên sâu, thu hút hàng nghìn học viên tham gia mỗi năm. Và không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia tài chính Nguyễn Toại. Xin mời anh ạ. Xin chào tất cả các quý vị. Rất là cảm ơn vì sự có mặt của tất cả quý vị trong cái buổi hôm nay. Thực ra tôi thì không giỏi về nhận định dài hạn. Bởi vì là ngày xưa thì tôi học về địa lý nên tôi biết là dự báo thời tiết thì chỉ đúng trong khoảng một tháng thôi. Dài hơn thì nó không chuẩn. Vì vậy cho nên là cái phương pháp mà phân tích của tôi khi mà tôi áp dụng ở trong chứng khoán cũng tương tự. Tức là tôi thường là dự báo ngắn hạn và ít khi dự báo dài hạn. Bởi vì là dự báo dài hạn ấy có quá nhiều biến số và tôi thì không đủ năng lực để nhận định dài hạn. Do vậy cho nên là cái phương pháp phân tích cũng như là cái phương pháp đầu tư của tôi cũng là ngắn hạn. Và ít khi đầu tư dài hạn. Và tôi tham gia thị trường từ năm 2008 tới bây giờ là cũng là 15 năm rồi. Thì bất cứ một cái chu kỳ nào của kinh tế và bất cứ chu kỳ nào của thị trường chứng khoán hay thị trường bất động sản, chúng ta có biết về chu kỳ đó nhưng mà chúng ta cũng không có kiến thức và cũng không có kinh nghiệm, cũng không có cái kỹ năng thì chúng ta cũng không kiếm được tiền. Đấy cũng chính là lý do tại sao hôm nay tôi để chia sẻ với quý vị về một cái nguyên nhân, tức là có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng trong cái bối cảnh đấy thì tôi sẽ chia sẻ một số nguyên nhân chủ yếu khiến 90% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Đấy, thực tế đây là con số thống kê rất đáng tin cậy, mặc dù thị trường là nơi rất là màu mỡ, kiếm tiền rất là tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta không có một phương pháp và không có một cái tư duy đúng thì chúng ta cũng sẽ thua lỗ thôi. Bởi vì tôi với kinh nghiệm 15 năm tôi tư vấn cho rất nhiều khách hàng. Có người đến rồi lại đi, có người cháy tài khoản rồi lại vào, có người vào lại cháy tài khoản, rất nhiều, vân vân. Chỉ vì những cái nguyên nhân như sau. Đấy thì trong cái buổi hôm nay cũng không có nhiều thời gian thì tôi xin phép chia sẻ một cách ngắn gọn để chúng ta, nếu như chúng ta có muốn đầu tư chứng khoán hoặc đang đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng cần tiếp cận một cách đúng đắn. Thì có 8 cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc thua lỗ. Bản thân tôi cũng cháy tài khoản năm 2011. Cháy là cháy sạch không còn cái gì luôn, không phải là cháy mà vẫn còn mà ít đâu. Tức là cháy sạch không còn gì. Thì đầu tiên đó là tâm lý không ổn định. Thì nguyên nhân tại sao chúng ta lại có tâm lý không ổn định? Bởi vì đơn giản chúng ta không biết gì cả, chúng ta không nhìn rõ, không biết rằng là thị trường ngày mai nó tăng hay giảm. Nếu mà tôi biết rõ ngày mai nó tăng rồi thì đương nhiên là tôi sẽ chắc chắn tâm lý sẽ rất ổn định. Tuy nhiên là có nhiều người mà biết rõ ngày mai nó tăng thì tâm lý vẫn không ổn định. Đấy, cho nên là cái tâm lý thì có rất nhiều phương pháp để chúng ta có thể làm cho tâm lý chúng ta ổn định. Nhưng cái nguyên nhân chính là tâm lý không ổn định vì tất cả những quyết định của chúng ta khi chúng ta đưa ra mà trong cái bối cảnh, trong cái tình trạng mà tâm lý chúng ta không ổn định, không đủ bình tĩnh thì nó đều là cái không sáng suốt và kết quả dẫn đến chắc chắn là kết quả nó không giống như chúng ta mong muốn. Thứ hai là tiếp cận thị trường với tư duy sai lệch. Đấy, cái phần chi tiết tôi sẽ trình bày phần sau. Thứ ba là không có kiến thức, cũng chả có kỹ năng và không học hành bài bản gì cả. Mọi người vào chứng khoán với một câu rất là hay, chơi chứng khoán. Chúng ta biết là chơi thì chúng ta phải mất tiền chúng ta mới được chơi đúng không? Chơi là vui mà. Chơi là phải mất tiền. Thế còn đã vào chứng khoán chúng ta tiếp cận với cái tư duy là chơi thì chắc chắn mất tiền. Vì chúng ta xác định luôn một cuộc vui nào chúng ta cũng phải bỏ tiền ra để mua vui chứ không bao giờ có chuyện là chúng ta đi chơi mà lại còn được tiền nữa. Nên là khi tham gia thị trường giống như là mọi người vào bất động sản thế thôi. Cứ nói là chơi bất động sản thì chắc cũng chắc cũng chết. Chơi chứng khoán thì càng chết mà sẽ bị chứng khoán nó chơi lại. Đúng không ạ? Tiếp theo là tâm lý yếu. Tâm lý yếu thì nó dẫn đến là tâm lý không ổn định. Nghe ông này nói một câu, ông kia nói một câu là dao động ngay. Là không, mình không có chính kiến, không biết là nên đầu tư hay làm gì, vân vân. Đây là 90% nhà đầu tư chỉ nghe theo chuyên gia tư vấn. Bởi vì tôi có cả 10.000 khách hàng, tức là khách hàng mà tôi tư vấn thường xuyên. Còn những khách hàng mà không, tức là không ở trong room của tôi thì tôi không biết. Nhưng
nói đi nói lại nói ra giả suốt ngày, nhưng mà 90% là chỉ có nghe theo chuyên gia thôi, bảo mua mã ABC là nhảy vào mua cắm cổ mua ngay, mua bằng được. Nhưng mà phải cái là gì, nghe nhưng mà cũng chỉ nghe được 50% thôi, tức là gì, mua thì nghe nhưng mà bán thì không nghe. Đấy là mua, khuyến nghị con này thì mua một phát, ví dụ thầy bảo mua 50% là các cụ ấy mua 100 rồi, 100% rồi. Nếu mà mình mà full margin mà bảo là mua đủ hàng đi là các ông ấy full margin hết rồi. Nhưng đến khi là thầy chạy rẽ khói rồi bảo là bê hết rồi, thầy bán hết rồi, xấu rồi, thì mà các cụ thậm chí còn mua thêm chứ còn không thèm bán. Đấy, tức là đấy là tâm lý đa phần của nhà đầu tư là như thế, tức là bảo là mua theo nhưng chỉ theo phần mua chứ không theo phần bán. Thì ai cũng sợ mất mát, bán đi thì sợ mất, bán đi thì sợ nó lại tăng tiếp. Đấy, mà nó đang giảm thì bán đi sợ là mình bán đi lại mất hàng, khổ thế. Cho nên là về cơ bản là chỉ nghe chuyên gia nhưng chỉ nghe 50%, không có nguyên tắc giao dịch rõ ràng, tức là không hề có nguyên tắc, vào là vào thôi, nghe ông nào xui là vào, giống như tôi mà khuyến nghị mua phát là mua rầm rầm, tức là không có một cái nguyên tắc giao dịch nào. Và không phân biệt được mình là nhà đầu tư ngắn hạn hay trung hạn hay dài hạn hay là đầu cơ. Lúc nào kẹp hàng thì tôi thành nhà đầu tư dài hạn, thì còn cái lúc đang lãi thì thành ngắn hạn, tức là nó rất là lộn xộn. Vì vậy cho nên là đấy chính là những cái nguyên nhân chính, tất nhiên là còn nhiều nguyên nhân nữa nhưng đây là những nguyên nhân chính dẫn đến chúng ta thua lỗ. Đấy thì cái tư duy khi mà chúng ta tham gia là chúng ta đã có tư duy sai rồi, cho nên kết quả dẫn đến chắc chắn là sẽ thua lỗ. Thì trong đây tôi có nói một vài cái tư duy đúng khi chúng ta tham gia thị trường. Đầu tiên là chúng ta không thể kiếm tiền nếu chúng ta không có kiến thức. Và muốn kiếm tiền nhiều ở lĩnh vực nào thì hãy trở thành master ở lĩnh vực đó. Đây là cái câu mà tôi chiêm nghiệm ra từ khi tôi tham gia thị trường. Đầu tiên vào cũng giống như mọi người thôi, cũng nghe thằng ông này, nghe ông kia. Thì ngày xưa bản chất là tôi không phải là dân tài chính. À, tôi là dân sư phạm, được đào tạo về sư phạm, và sư phạm là ngành địa lý, không có liên quan đến chứng khoán cả. Thì cũng nghe một ông bạn, ông ấy xui vào thị trường, thế là cũng vào thua lỗ te tua. Nhưng mà tôi hơn người khác ở chỗ là tôi đi học. À, tôi bắt đầu tôi học về phân tích kỹ thuật. Và đến năm 2010 là đã khá là ok rồi. Sau đó thì bắt đầu là giao dịch. Tuy nhiên là mình không phải là master, tức là mới chỉ là biết thôi, biết và hiểu. Và khi vào thì vẫn chết như thường và cháy tài khoản năm 2011, đầu năm 2011. Đấy thì sau khi cháy tài khoản thì tôi dành đúng gần 2 năm chỉ ở nhà nghiên cứu và bách test thôi. Không có chơi nữa, tập trung. Và sau khi tôi quay trở lại thị trường là tôi trở thành một master về phân tích. Và lúc đấy thì kể cả thị trường xuống hay thị trường lên mình vẫn kiếm được tiền. Nên là tôi không quan tâm nhiều lắm đến kiểu thị trường lên hay xuống. Bởi vì ví dụ như là những cái đợt sụt giảm rất là mạnh như năm 2018 tôi vẫn lãi được hơn 100%. Hay là năm 2022 thị trường giảm rất là kinh khủng tôi vẫn lãi được 70%. Đó là chuyện bình thường. Và tôi rất thích những cái quả giảm như thế. Đấy, giảm như thế thì kiếm tiền còn nhanh hơn là đánh uptrend. Thế nên là thị trường lên hay xuống mình vẫn kiếm được tiền nếu mình là master ở lĩnh vực đấy. Và cái tư duy thứ hai là thái độ quyết định thành tích giao dịch. Nhận thức và thái độ sai lầm về việc giao dịch là nguyên nhân lớn dẫn đến cái việc giao dịch đến dẫn tới cái việc thua lỗ liên tục. Tức là chúng ta giao dịch một cách liên tục nhưng không có kiến thức, tức là chỉ theo cái tâm lý nó điều khiển thôi. Và cái thái độ chúng ta tham gia thị trường như tôi vừa nói nãy, chúng ta tham gia với thái độ là chơi chứ không phải là làm việc. Đấy, cho nên là dẫn đến chúng ta thua lỗ. Và cái tư duy thứ ba là thu nhập của một người thì không bao giờ vượt quá năng lực của người đó. Và nếu như vượt quá tức là mất bình thường. Cái đấy là mất bình thường là mất cân bằng. Và cái mất bình thường thì chắc chắn là không thể tồn tại lâu được. Và quy luật này nó là quy luật nỗ lực và kết quả thì chưa bao giờ sai trên thị trường chứng khoán hay bất cứ lĩnh vực nào. Tự dưng mà có một cục tiền rơi về đầu đấy là thảm họa đối với mình. Cho nên nhà đầu tư chứng khoán cũng thế. Năng lực chỉ có tới hạn thế thôi nhưng lại muốn kiếm nhiều. Tức là chả có tí kiến thức nào về chứng khoán mà lại cứ muốn kiếm nhiều tiền từ lĩnh vực đấy thì chắc chắn là không có. Vì trong tất cả các cái kênh đầu tư hay là cái tháp để kiếm, tức là cái tháp để xây dựng lên tiền của, thì đầu tư chứng khoán nó nằm ở đỉnh cao nhất của tháp. Tức là cái đầu tư tiền đẻ ra tiền là trí tuệ nhất, là khó nhất. Nhưng mà chúng ta tham gia với cái tư duy là đây là cái nơi để chúng ta có tiền thì cứ vứt vào đấy là nó đẻ ra thôi. Đấy là tư duy sai lầm. Cho nên là năng lực chúng ta tới đâu thì chúng ta tiền chúng ta sẽ tới đó. Nếu năng lực chúng ta không lên tương xứng thì tiền chúng ta chỉ có thế thôi. Bởi vì kinh nghiệm của tôi từ ngày xưa khi tôi tham gia thị trường có những lúc lãi rất nhiều nhưng mà cái năng lực của mình không đủ để quản lý cái số tiền đấy. Cho nên nếu đùng một lúc mình đang giao dịch có 1 tỷ nhưng mình tăng một phát lên 10 tỷ là mình bị hoảng ngay. Tức là năng lực của mình chưa đủ để quản lý cái số tiền đấy. Cho nên là nâng dần và tôi cũng đi từ khoảng hơn 200 triệu trở lên và dần dần nâng lên. Tới lúc mà mình quản lý cả hơn 1.000 tỷ thì lúc đấy cái tầm nó lại khác, tức là cái tâm lý của mình nó khác.
nếu như mình chỉ ở cái tầm khoảng cả quản lý 1 tỷ mà cho cả quản lý 10 tỷ chắc chắn là toi. Cho nên là tầm tới đâu thì tiền tới đấy. Nên là có nhiều tiền quá thì chúng ta nên cho bớt đi. Đặc biệt là cho bớt tôi. Tôi quản lý hộ cho. Tiếp theo là bản thân mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc mình mua bán. Và khi chúng ta giao dịch một cách ngẫu nhiên, tùy hứng, và thì chúng ta sẽ dễ dàng chuyển trách nhiệm cho người khác bằng cách đổ lỗi. Đây là tư duy nạn nhân. Cái này thì thường xuyên luôn. Bởi vì tôi ở trên thị trường chứng khoán ấy, đa phần mọi người là mua theo và ăn được thì, tức là nếu mà lãi thì đấy là do năng lực của mình và do tổ tiên mình phù hộ, còn lỗ phát là tại cái thằng tư vấn, chắc chắn thế luôn, và tìm mọi cách để đổ lỗi. Cho nên chúng ta thường xuyên mà lúc nào thị trường giảm, chúng ta nhìn thấy trên các diễn đàn ấy, nào là chửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước này, chửi ông chủ tịch ủy ban này, rồi chửi đến thằng môi giới này, chửi đến công ty chứng khoán này, tóm lại chửi cả lò nhà chúng nó đánh chứng khoán đấy. Nên là đấy gọi là tư duy nạn nhân, mà không bao giờ nhìn được rằng là tại sao có thằng nó lỗ lãi mà mình lại lỗ. Thế ngày xưa khi tôi bị cháy tài khoản thì tôi không có đổ lỗi cho ai cả, tôi chỉ nghĩ rằng là năng lực của mình không đủ, tại sao người cái thằng bên cạnh nó lại lãi mà mình lại lỗ đấy. Cho nên là cái tư duy đó là tư duy sai lầm, và tất cả lỗi lầm quyết định là do mình, và tất cả các chuyên gia tư vấn đối với tôi đều là một kênh tham khảo, chứ không phải là cái yếu tố quyết định để đưa ra quyết định mình mua hay bán. Đấy, vậy cho nên là hãy coi tất cả các tư vấn của các chuyên gia là một kênh tham khảo, và quyết định cuối cùng là mình. Đấy, mà muốn quyết định được đương nhiên phải có kiến thức, nếu không có thì chịu. Tiếp là sự ổn định tinh thần chính là phương tiện tốt nhất cho sự đảm bảo thành công trong mọi lĩnh vực. Đấy, nếu không có sự ổn định tinh thần chúng ta chả làm được việc gì cả. Đối diện với một vấn đề mà tinh thần chúng ta hoảng loạn thì quyết định chúng ta sẽ sai. Và chắc chắn rằng là một người có tư duy sáng suốt không bao giờ là một người tinh thần không ổn định. Mà bản chất là trên thị trường chứng khoán là một nơi một sự hỗn loạn lớn nhất, là khuếch đại cái sự hỗn loạn ở ngoài xã hội. Và những người kiếm tiền được chính là những người có tư duy ổn định trên thị trường mới nhìn ra các cơ hội. Thế tại sao lên đỉnh thì mọi người lại kẹp nhiều như thế? Lên đỉnh thì khối lượng giao dịch tăng vọt và người người nhà nhà oánh chứng khoán. Thế còn ở đáy thì lại chả ông nào dám chơi. Đấy. Mà những người mà có đua ở trên đỉnh thì chắc chắn những người chết. Giống như vàng cũng thế thôi. Đầu tư vàng, đầu tư bất động sản khi mà nó đang lên đỉnh, ai ai cũng nói đến bất động sản, ai ai cũng nói đến chứng khoán, ai ai cũng nói đến vàng nên tăng giá. Đấy là những lúc là nhà đầu tư dễ bị kẹp nhất. Chúng ta hãy tỉnh táo và có một tư duy và một cái tâm lý ổn định. Đấy. Còn các nguyên tắc thì các nguyên tắc này thì tôi cũng đã, tức là trong các khóa học thì tôi dạy khá là kỹ. Thì trong buổi hôm nay nó ngắn nên tôi chỉ nói một vài nguyên tắc. Đầu tiên chúng ta chỉ kiếm tiền được ở trong uptrend thôi. Xu hướng thị trường là yếu tố quyết định nhất. Bởi vì ở thị trường chúng ta chưa cho đánh hai chiều, chúng ta chỉ kiếm được trong uptrend này, còn phái sinh thì thị trường nó còn quá nhỏ. Nên là chúng ta cũng khó kiếm tiền ở từ đó. Đấy, tất nhiên là trong cái downtrend nó có những sóng hồi, nếu chúng ta đánh giỏi chúng ta vẫn kiếm được tiền trong sóng hồi. Đó là chuyện bình thường. Đấy là lý do tại sao mà tôi vẫn kiếm tiền được ở trong downtrend và thậm chí là kiếm nhanh hơn cả uptrend. Đó. Và chúng ta phải nghĩ đến việc giữ tiền trước, tức là phải giữ tiền trước khi nghĩ đến việc kiếm tiền, còn tiền là còn cơ hội. Nên nhiều người là kẹp hàng là không bán. Đấy, chỉ lỗ khoảng 5-10% chưa không thèm chốt. Đến lúc nó lỗ đến 2-3% thì quá khó để chúng ta cắt lỗ. Nhưng thực tế cho thấy rằng có những cổ phiếu nó giảm đến 80-90%, nó mới tạo đáy. Thế là không biết chỗ nào là đáy cả, và khi chúng ta không có kiến thức thì chắc chắn chúng ta cũng, tức là cứ ngồi đấy ôm cây đợi thỏ, ngồi đấy thôi thì kệ, gọi là buông xuôi. Và chúng ta phải giao dịch phải luôn luôn xác lập cái điểm dừng lỗ một cách rõ ràng trước khi tham gia vào giao dịch. Khi tham gia vào giao dịch thì xác định rõ là chúng ta sẽ chốt lãi ở chỗ nào và cắt lỗ ở đâu. Nếu như cái điều kiện này nó xảy ra thì chúng ta sẽ cắt lỗ, nếu như nó lên tới đây thì chúng ta chốt lãi, và nếu có những tin tức gì bất ngờ chúng ta sẽ làm cái gì, tức là phải có kế hoạch đàng hoàng. Và tuyệt đối không trung bình giá. Đấy, nhà đầu tư đa phần là ít tiền, mua phát là đã full rồi, xuống tí thấy rẻ hơn là trung bình giá, trung bình liên tục trong cái chiều xuống và tới khi hết tiền. Đến lúc công ty cool margin thì mới thôi. Đấy, và thường thường sẽ là như thế. Nếu thị trường nó thuận lợi, tức là nó ủng hộ vị thế chúng ta, nhất định chúng ta đang đúng thì chúng ta gia tăng vị thế, còn nếu không thuận lợi thì cắt giảm vị thế. Cơ hội thì có rất nhiều, nhưng nếu chúng ta bị kẹp một lần ấy, sai một lần mà cứ cuốn theo cái sai đấy thì chúng ta sẽ thất bại cả cái giao dịch đấy. Và chúng ta phải giảm quy mô giao dịch ngay khi chúng ta đang thua lỗ liên tục, còn chỉ tăng khi chúng ta thành công. Tức là cái quy mô giao dịch chúng ta chỉ có tăng khi chúng ta đang lãi. Đấy, và cái nhận định chúng ta đúng, nhưng đa phần nhà đầu tư làm ngược lại. Tức là nếu sai thì trung bình giá và tăng quy mô giao dịch liên tục để gỡ. Vì tôi gặp rất nhiều nhà đầu tư có những người chỉ đầu tiên chỉ có 500 triệu thôi, tham gia 500 triệu và lỗ chỉ còn, có người lỗ là lỗ 100 còn 400, thì bảo bây giờ em tăng một phát lên 2 tỷ em nói anh chỉ một phát là em lãi, tăng lên 2 tỷ thì lỗ nặng hơn, cuối cùng là cháy hết tài khoản, tức là bị cuốn theo cái vòng đấy, cứ nghĩ rằng là mình cho tăng nhiều tiền hơn thì dành nhanh lãi,
nhưng thực tế là tiền nhỏ còn không quản lý được nữa là tiền lớn. Đấy là tư duy sai lầm. Và chúng ta phải giao dịch với một số tiền nhỏ trước, sau đó tăng dần quy mô theo đà tăng của tỷ suất lợi nhuận và tăng theo cái năng lực quản lý tiền của mình. Kiến thức mình tăng thì mình tăng quy mô, còn kiến thức mình không tăng thì mình giảm quy mô. Và chúng ta phải ghi nhật ký hàng ngày, cải thiện thành tích giao dịch liên tục và luôn có kế hoạch giao dịch cụ thể, chi tiết trước mỗi phiên giao dịch. Và 99% nhà đầu tư là trên bàn không bao giờ có cái kế hoạch giao dịch vào một cái ngày tiếp theo. Tức là ngày hôm nay ngồi lên là thị trường nó lượn đi đâu thì mình lượn đấy, và mình không có kế hoạch gì cho cái ngày tiếp theo cả. Đấy. Và cũng chả bao giờ ghi lại những cái vấp ngã hay những cái thành công vào cái ngày giao dịch đấy. Nên đấy là một trong những cái điểm chết người của nhà đầu tư. Không ghi giật nhật ký giao dịch, không có kế hoạch giao dịch và bị thị trường nó dẫn. Vào phiên mà ông này nói thế này cũng nghe, ông kia nói cũng nghe, thị trường nó dao động một phát là loạn xạ cả lên. Thế nên là ví dụ như tôi thì mặc dù tôi quản lý rất nhiều tài khoản, ngày nào tôi cũng có kế hoạch giao dịch rất rõ ràng. Và sau một phiên giao dịch dành một tiếng để viết lại tất cả những cái gì trong ngày hôm nay đã diễn ra, mình học được cái gì, bài học gì. Vì đơn giản cuộc sống là nó mang đến cho mình những bài học. Nhưng mình không ghi lại những bài học đấy thì mình trải qua rồi thì sau mình sẽ vấp lại thôi. Đó. Thì những cái nguyên tắc tiếp theo này chúng ta có thể chụp ảnh mang về rất nhiều, có 17 nguyên tắc. Đấy. Thì những nguyên tắc này là dành cho những nhà đầu tư chúng ta thực sự chúng ta quan tâm. Thế còn mà nói hết cái này nó rất là dài. Đấy, nhưng nếu chúng ta giao dịch mà ngay cả có 17 nguyên tắc này mà không nhớ thì làm sao kiếm được tiền? Chứng khoán là cái mỏ vàng, chúng ta kiếm tiền rất là dễ. Tôi phải nói là rất dễ, vào đây kiếm tiền rất dễ, enter phát là ngon lành luôn. Kiếm được cả mớ. Nhưng vấn đề là nó dễ thì dễ thật, nhưng dễ với những người gọi là master. Chính như ông gọi không phải master thì rất khó, vào đấy là chỉ cúng tiền cho những thằng master thôi. Nên là chúng ta cố gắng hãy biến mình thành master, còn nếu không biến mình được thành master thì hãy tìm một ông master để ông dạy cho mình. Đó. Thì có một cái rất là quan trọng, cái này cực kỳ quan trọng là phân biệt giữa nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư nghiệp dư. Nhà đầu tư chuyên nghiệp ở đây thì đầu tiên người ta có kế hoạch chi tiết cho mỗi lần giao dịch và tập trung vào giao dịch. Thế còn nhà đầu tư nghiệp dư thì chỉ giao dịch tùy, tức là tùy biến bừa bãi, không có kế hoạch, tập trung vào việc lãi được bao nhiêu tiền chứ không quan tâm gì đến kế hoạch cả. Nhà đầu tư chuyên nghiệp cắt lỗ rất nhanh, còn nhà đầu tư nghiệp dư thì kiên quyết ôm vị thế lỗ cho tới khi không chịu nữa thôi. Vì rất nhiều nhà đầu tư mà tôi có nói chuyện bảo tài khoản của chú đang bị lỗ thế này mà cổ phiếu đang rất xấu, thị trường cũng rất xấu, tại sao không bán đi? Thì người ta chỉ nói một câu, khi nào ít nhất thì hòa tao mới bán. Tức là hòa mới bán. Thế thì có những cổ phiếu đến cả mấy chục năm nó chả hòa, con nó cần phá sản bố nó rồi. Thế thì hòa đến bao giờ? Đấy. Và nhà đầu tư chuyên nghiệp thì không bao giờ trung bình giá, còn nhà đầu tư nghiệp dư thì liên tục trung bình giá. Đấy. Nhà đầu tư chuyên nghiệp thì giữ vị thế lãi, tức là giữ vị thế lâu hơn, còn nhà đầu tư nghiệp dư thì lãi một tí là chốt rồi. Chốt xong rồi nó chạy để lại nhảy vào mua tiếp, tức là nhảy ra nhảy vào liên tục. Nhà đầu tư chuyên nghiệp thì luôn có tư duy và thái độ chuẩn mực và cập nhật sửa đổi tư duy phù hợp với thị trường. Còn nhà đầu tư nghiệp dư thì không quan tâm đến tư duy khi tham gia thị trường chứng khoán mà không học, cũng không học hành nghiêm túc gì cả. Đấy. Và nhà đầu tư chuyên nghiệp thì liên tục ghi nhật ký, học hỏi từ sai lầm, đúc rút kinh nghiệm sau mỗi lần giao dịch và nâng cấp bản thân liên tục. Còn ông nghiệp dư thì không quan tâm, sai lầm thì mặc, không bao giờ ghi nhật ký và sai lầm thì đổ cho thằng khác, không phải tại mình. Đấy. Và nhà đầu tư chuyên nghiệp thì khi thua lỗ thì nhận ra lỗ do bản thân mình, còn nhà đầu tư nghiệp dư thì lỗ cho thằng khác. Đấy. Và sử dụng margin linh hoạt là cái điều mà nhà đầu tư chuyên nghiệp thường xuyên dùng, còn ông nghiệp dư thì liên tục dùng margin quá mức. Đấy là một vài cái tư duy chúng ta giao dịch. Và cái biểu đồ này nó cũng đúng cho cả chứng khoán, cả bất động sản hay cả vàng, hay tóm lại là tất cả các lĩnh vực. Và ở đây chúng ta nhìn sơ sơ chúng ta nhìn thấy là khi ở chân sóng giống như cái giai đoạn bây giờ, bất động sản bây giờ cũng thế, chứng khoán bây giờ cũng thế, đang cái giai đoạn là cạn kiệt, rất ít nhà đầu tư tham gia, thanh khoản nó thấp, thì đây chính là cái giai đoạn mà thị trường đã tạo đáy. Và khi nó bắt đầu đi lên thì số đông không nhận ra, nó phải đi lên một đoạn rồi số đông mới bắt đầu lờ mờ nhận ra. Thế nên là giai đoạn đầu tiên là nghi ngờ, giai đoạn thứ hai là hy vọng thì không bao giờ dám bỏ tiền nhiều. Đến cái giai đoạn thứ ba là lạc quan. Đấy, tức là sẵn sàng mua rất nhiều tiền bởi vì vào cái vùng này là thắng rồi, tức là thị trường bắt đầu vào sóng. Đấy, tiếp khi mà nó tăng liên tục và nó chỉ điều chỉnh một tí nó lại tăng thì bắt đầu có niềm tin. Niềm tin là yên tâm thị trường sẽ lên rất là tốt rồi. Và đến cái đoạn gần đỉnh thì bắt đầu cảm xúc dâng cao, mình thì quá giỏi. Thông tin vĩ mô quá tốt, tất cả các tin tốt nó sẽ ra ở vùng đỉnh. Đấy. Tin tốt ngập tràn, nào là index lên 2000, nào là vĩ mô thế này, vĩ mô thế kia, tức là khi lúc đó thì nhà nhà nói vĩ mô tốt, ai cũng nói thị trường tốt, thì lúc đấy là vùng đỉnh. Và vùng đỉnh thường nó sẽ có nhiều phiên phân phối ở vùng đấy. Và người ta hưng phấn cực độ, nên tâm lý nhà đầu tư
ở vùng đấy là hưng phấn cực độ. Bản chất thị trường chứng khoán hay bất động sản hay vàng đều có những người gọi là, tôi gọi là điều tiết thị trường hay gọi là market maker, người ta sẽ giúp, người ta làm cho nhà đầu tư cá nhân hưng phấn cực độ lên cái đoạn đấy, để có bao nhiêu tiền thì rút hết ra, sổ tiết kiệm có bao nhiêu rút hết ra, đất đâu cắm hết mang vào, thì chính là vùng đỉnh. Sau đó thì người ta đã thỏa mãn rồi, vào đấy thì kiếm tiền quá dễ, cho nên nhiều nhà đầu tư bỏ vào một ít tiền thôi và thấy tiền cứ tăng liên tục, thấy kiếm tiền dễ quá thì huy động cái chỗ khác tống vào, và đấy là lúc thị trường nó lên đỉnh. Và khi nó đã thỏa mãn rồi, bắt đầu nó đi xuống, tay to nó phân phối hết hàng rồi, giống bất động sản thế thôi, nó đẩy lên các bố đấy, nhảy vào đúng đỉnh, nó phân phối được hàng rồi bắt đầu đi xuống thì đầu nhà đầu tư sẽ không nhận ra, giống như ở vùng đáy không nhận ra là đang là chuẩn bị vào xuống tăng, ở đây là không nhận ra vào xuống giảm và cứ thế ôm, giảm là ôm thêm, thậm chí là vay margin để ôm thêm, tới cái đoạn mà nó giảm một chút bắt đầu lỗ thì lo lắng, lo ngại và băn khoăn, lỗ nhiều quá thì kệ, thôi bố để đấy thôi, tức là chối bỏ, kệ để đấy chả làm sao, mình toàn hàng tốt có vấn đề gì đâu. Xong bắt đầu nó đến cái đoạn nó giảm tiếp thì sợ hãi, công ty chứng khoán cắt margin rồi tin xấu ra dồn dập đấy, và đến đoạn là sợ quá nó cuống rồi bán hết đấy, và đến đoạn tuyệt vọng hoảng loạn nó đi chửi thị trường chứng khoán, chửi tất tần tật và có bao nhiêu mua bán hết, thì đến đoạn đấy là gần đáy rồi. Nên chúng ta lưu ý cái đấy là cái kinh nghiệm của tôi, là khi mà ai cũng hưng phấn thì tôi sẽ từ từ tôi bán ra, còn ai cũng bi quan thì tôi sẽ từ từ tôi mua vào, và không bao giờ tôi mua đúng đáy và cũng không bao giờ tôi bán đúng đỉnh, tôi bán ở gần đỉnh, cứ gần đỉnh tôi bán xong thị trường kiểu gì cũng còn lên đoạn nữa, sau đó từ từ xuống. Tức là thấy ai cũng lạc quan rồi, ai diễn đàn nào cũng lạc quan, thị trường tốt các kiểu tin tốt tràn ngập nào rồi lái lên giá này giá kia vân vân, còn khi ai cũng sợ thị trường, ai bảo vĩ mô xấu lắm thị trường còn giảm nữa thì lúc đấy là tôi mua vào. Đấy là kinh nghiệm của tôi như thế. Thì thời gian không có nhiều, tôi xin phép được chia sẻ một chút thế thôi. Rất là cảm ơn quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia tài chính Nguyễn Toại đã có những chia sẻ. Anh Toại thì có nói rằng là anh chỉ quen làm ngắn hạn thôi, anh không đưa ra những cái dự đoán dài hạn đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là cái bài phát biểu của anh, những chia sẻ của anh thì không chỉ áp dụng trong ngắn hạn đâu, nó sẽ là những kiến thức mà những ai thực sự mong muốn đầu tư, thực sự gọi là nghiêm túc với thị trường tài chính này thì chúng ta sẽ cần phải học và cần phải thực hành trong dài hạn để có thể có được những cái sự thành công.